Hôm trước bọn em học xong một bài inner rồi, relax, viết xong rồi. Bây giờ nghe lại phần relax, phần thí luyện relax nhé nhá. Ok. My family are off work on weekends. We spend time in relaxing. I listen to music and surf the internet. My father watches TV, then reads a book. My mother cooks the meal while she watches a movie. My brother plays video games in his bedroom. My family go out in the afternoon. We chat together in the evening. We feel very comfortable. My family are off work on weekends. We spend time in relaxing. I listen to music and surf the internet. My father watches TV, then reads a book. My mother cooks the meal while she watches a movie. My brother plays video games in his bedroom. My family go out in the afternoon. We chat together in the evening. We feel very comfortable. My family are off work on weekends. We spend time in relaxing. I listen to music and surf the internet. My father watches TV, then reads a book. My mother cooks the meal while she watches a movie. My brother plays video games in his bedroom. My family go out in the afternoon. We chat together in the evening. We feel very comfortable. My family are off work on weekends. We spend time in relaxing. I listen to music and surf the internet. My father watches TV, then reads a book. My mother cooks the meal while she watches a movie. My brother plays video games in his bedroom. My family go out in the afternoon. We chat together in the evening. We feel very comfortable. Okay. Mình hỏi nhé, câu hỏi trước bọn em cũng đặt xong rồi. Thủy trước nào. When are your family off work? My family are off work on weekends. When are your family off work? My family are off work on weekends. What do your family spend time for? My family spend time for. We spend in relaxing. What do your family spend time for? We spend time in relaxing. When are your family off work? My family are off work on weekends. When are your family off work? My family are off work on weekends.
What do your family spend time in? We spend time in relaxing. What do your family spend time in? We spend time in relaxing. Thảo, what do you do? I listen to music and check the internet. Và đọc cho anh surf the internet 3 lần. Surf the internet. What do you do? I listen to music and surf the Who watches TV and reads a book? internet. My father watches TV and then reads a book. Who watches TV and reads a book? My father watches TV, then reads What a watches? book. What's it? Watches. Watches. My father watches TV, then reads a book. Just a book. What do you do? I listen to music and search the What do you do? I listen to music and search the internet. What do you who watches TV and reads the book? My father watches TV and then reads a book. Who watches TV and reads the book? My father watches TV and reads a book. Okay. Thủy, 4 câu. Where is your family of work? My family of weekends. What do your family spend time for? We spend time in relaxing. What do you do? I listen to music and search the internet. Who watches TV and reads a book? My father watches TV and reads a book. Okay. Thảo. 5, 6. What does your mother do? My mother cooks the meal while she watches a movie. What does your mother do? My mother cooks the meal while she watches a movie. Where does your brother play video games? My brother plays video game Nào, in nào, his nào, nào. bedroom. Đọc danh từ video. 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 Where does your brother play video games? My brother plays video. My brother plays video games in his bedroom. Where does your brother play video games? My brother plays video games in his bedroom. What does your mother do? My mother cooks the meal while she watches a movie. What does your mother do? My mother cooks the meal while she watches a movie. Where does your brother play video games? My brother plays video. My Nào nào, brother video plays game, video game. video. Video. Video DO. Em đọc lại cho anh thử 5 lần, nếu cứ video thôi. Đọc lại xem tí đây. À, chưa? Nữa à, trả lời câu đấy. Okay, where does your brother play video games? Rồi. Thủy, 3 câu cuối. What do your family do in the afternoon? My family go out in the afternoon. What do your family do in the afternoon? My family go out in the afternoon. What do
your family do in the evening? We chat together in the evening. What do your family do in the evening? We chat together in the evening. How do your family feel? We feel very comfortable. How do your family feel? We feel very comfortable. Okay. What do your family do in the afternoon? My family go out in the afternoon. What do your family do in the afternoon? My family go out in the afternoon. What do your family do in the evening? We just together in the evening. What do your family do in the evening? We just together in the evening. How do your family feel? We feel very comfortable. How do your family feel? We feel very comfortable. Comfortable. À, năm câu Thảo nào. What does your mother do? My mother cooks some yong bai si wat chit. Sao mic của bên Thảo bé nhỉ? Em cần mic vào một tí đi. Ở bên em bé. Vẫn bé nhỉ? Gì nhỉ? What does your mother do? Có câu tiếp theo là gì nhỉ? No. What does your mother do? Where does your brother play video games? Giờ là mất tiếng luôn nha. Không nghe được cái gì luôn đấy. Em phải thoát ra vào lại chứ giờ không nghe cái gì luôn rồi. Mất thở, mất hẳn tiếng rồi. Alo. Còn đây. Alo Thảo nghe không em ơi? Thoát ra chưa biết. Thôi Thủy cứ bật mic để trả lời cho này. Chắc Thảo thoát ra rồi. Anh hỏi lại ba câu, à, năm câu này. What does your mother do? My mother puts the news while she watches the movie. Where does your brother play video games? My brother plays video games in his bedroom. What do your family do in the afternoon? My family go out in the afternoon. What do your family do in the evening? We chat together in the evening. How do you your family feel? We feel very comfortable. Thảo, vào chưa? Alo. Vẫn không nghe được tiếng đâu Thảo ạ. Chắc là cái tai nghe của em. À đây, được rồi. Chắc là cái tai nghe của em hết pin nên là bây giờ quán rồi. Rồi, giờ nghe được rồi. Ừ, nghe được rồi. Thôi được rồi, thế thì anh hỏi là em 3, 5 câu cuối lại lần nữa này. What does your mother do? My mother cooks the meal while she watches a movie. Where does your brother play video games? My brother play video game. Vẫn video mà cứ 5 lần nhá. Video. My brother play video game in his bedroom. What do your family do in the afternoon? My family go out in the afternoon.
Do your family do in the evening? We chat together in the evening. How do your family feel? We feel very comfortable. 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 Em lại bốn câu đầu Thủy này. À đâu đâu đâu, từ đâu? Thảo chứ, Thảo trước đi. Hãy hỏi Thủy đầu rồi. Xem nào. Câu đầu là cái gì ta? Where family of work? My family are of work on weekends. So what do your family spend time in? We spend time in relaxing. What do you do? Listen to music and search the internet. Search the internet. Theo là cái gì nhỉ? Lướt mạng. Watches TV and reads a book. My father watches TV and then reads a book. Rồi mấy câu rồi thì anh hỏi rồi. Thôi rồi Thủy vẫn trả lời lại một lần nữa đi. What does your mother do? My master puts the new wine, see what she's going to do. Where does your brother play video games? My brother play video game in his bedroom. What do your family do in the afternoon? My family go out in the afternoon. What do your family do in the evening? We just do that. How do you feel? We feel very comfortable. Rồi, Thủy kể trước. My family are on book on weekends. We spend time in dressing. I listen to music and surf the internet. My father watches TV, then reads a book. My master cooks a new wine, she watches a movie. My brother plays video game in his bedroom. My family go out in the afternoon. We chat together in the evening. We feel very comfortable. Ok, rồi Thảo nào. My family are up work on weekends. We spend time in the relaxing. I listen to music and search the internet. My family watches TV and then and my father watches TV and then reads a book. My mother cooks the meal while she watches a movie. My brother plays video game in his bedroom. My family go out in the afternoon. We chat together in the evening. We feel very comfortable. Ok. Anh hỏi lại lẫn nhé, các câu vào với nhau này. Có thể anh sẽ hỏi thêm một số câu mới đấy. Này nâng cao là cho nên một số câu mới vào này. Are your family off work on weekend, Thủy? Yes, we are. So when are your family off work, Thảo? My family are at work on the weekends. On weekends. Weekends. Do your family spend time in relaxing on weekends?
Tùy. Yes, we do. Okay. So what do you do, Thảo? I listen to music and search the Do you listen to music, Thảo? Yes, I do. Do you watch a movie, Thảo? À, Thủy. No, I don't. Do you surf the internet, Thảo? Yes, I do. What does your father do to relax, Thủy? My father watches TV, then reads the book. Who reads a book, Thảo? My father read a book. Câu hỏi về chủ ngữ chỉ cần trả lời cho anh chủ ngữ và trợ động từ nhé. Ví dụ những câu đấy sẽ chỉ cần my father does là được nhé. Who watches a movie, Thủy? So what does your mother do, Thảo? Does your brother read a book? Thảo. Does Does your brother read a book? brother read no No, he doesn't. no he doesn't Who reads a book, Thảo? my father does What does your brother do in his bedroom, Thảo Thủy? My brother plays video game in his bedroom. Do you play video game in your room, Thảo? No, I don't. What do your family do in the afternoon, Thủy? We chat together in the Mm. afternoon. In the Afternoon. afternoon. We go out in the afternoon. Do you stay at home in the afternoon, Thảo? No, we don't. Do you go out in the evening, Thủy? No, we don't. What do you do in the evening, Thảo? Anh đang xem What do you do in the evening? I listen to music in search the internet. Okay. What do you do in the evening? What do your family do? What do your family do in the evening? We chat together in the evening. Chat together in the evening. So, what do you do? Do your family go to the movie in the evening? Thì No, we don't. how do your family feel, Thảo? My family feel very comfortable. How do your family feel? Lần nữa. Thì Thảo. My family feel very comfortable. Comfortable. Okay. Rồi xong bài tiếp theo nhá, xong bài này. Bài tiếp theo. Bài này thì dễ thôi.
Daily routine công việc hàng ngày rất dễ. Rồi, anh hỏi Thủy Thảo trước này. Công việc hàng ngày. Daily Nhà vệ sinh. routine. Oh, toilet. Toilet. Mặt. Face. Rửa mặt. What's your face? What's one's face? What one's face? Đánh răng. Có cái dưới anh cho không? That's one's tooth. Tooth. Tiếp số nhiều. This Ok, từ này anh rat cho. one Ở tooth đây đây. gì ạ? Rat one tooth. Ngủ chưa? Go cái gì snap này phải em một tí. Take a nap. Làm việc nhà, việc nhà. Go làm việc nhà là housework. Chắc do the housework. Giường. Bed. Ok. Tùy nào. Răng số ít. Số nhiều. Đánh chạy. Right. Ngủ dậy. Get up. Thức dậy tỉnh, thức giấc tỉnh giấc. Wake up. Đi làm về. Go home for work. Rồi nếu mà đi về đến nhà rồi thì dùng get home from work nhé. Nếu mà đến nhà rồi thì get. Đúng rồi. Làm việc nhà. Đu gì? Do the homework. Đu ra xuống tắm. Bath. Tắm cũng được. Take a bath. Rồi rửa bát đĩa. What's the dish? What's the dishes? Số nhiều. Rồi, rửa bát. What's the dish? Học bài, tự học. Study. Trước đó. Before that. Sau đó. After that. Rồi, ok, sang bài viết nha. Rồi, Thảo cô mở đầu đi nào. Tôi bắt đầu ngày đầu tiên trong ngày anh không? Alo Thảo ơi. Ủa? Em được bị này ra. Em vào nhé. Đã đi. Em vừa bị này sao sao. Mà tiếng lại bé nha. Anh nghe rõ chưa? Được rồi, ok. Em đặt trước đúng không? Hôm nay không mở đâu. Tôi sẽ nói, em sẽ nói rằng là tôi chịu. Tôi thức dậy buổi sáng tôi thức dậy lúc 5 giờ. Ok. Sau đó tôi vào nhà vệ sinh đánh răng rồi mình. Tôi bỏ sau đó thì sau đó chắc sẽ phải dùng nhiều đấy.
vào nhà vệ sinh, tắm răng rửa mặt, à. Và tôi đi tới, tôi đi làm lúc 5 khoảng sáng 3 trước giờ nhỉ? À? tại vì em không thấy từ mới đến em không bắn dùng cái đấy Ok, nhưng mà cho vẫn là tiện cho phí. nó hợp lý theo cái lịch trình của mình là được. Hoặc Vâng, nhỉ? thế thì thôi, thì là sau đó tôi ăn sáng lúc 6 giờ ạ. Ok. À, không, em sửa một tí ạ. Tôi ăn sáng lúc 6 giờ và sau đó thì tới công ty ạ. Ok. Tôi ăn sáng lúc 6 giờ rồi đi làm. Rồi. Nghe cái cuộc sống một mình thế à? Tôi Thủy. Dạ, chạy tôi làm đến 12 giờ đã ăn trưa. Ừ, cũng được. Muốn kiểu Có dành được tự ngủ kỷ. ngủ trưa không? Ăn trưa xong mới ngủ đấy. Để Ừ. ăn đã chưa? À, thế thì tôi làm đến 12 giờ xong rồi ăn trưa. Vâng. Ừ. Tôi sau ăn trưa tôi à Ngủ sau đi ạ. ăn xong rồi tôi ngủ trưa ngủ khoảng 30 phút Thế thì dùng sau bữa trưa ăn xong hơi tạp hơn một chút. là sau bữa trưa Tôi ngủ tôi ngủ trưa khoảng khoảng 30 phút. Nhanh phép này cho đặt câu được rồi. đến 5 giờ chiều thì tôi về nhà. Thế Khi thì anh làm sẽ cho về từ tan làm nhé, từ tan làm vâng rồi chiều nhé. tôi ta đã ăn lúc 5 giờ chiều sau đó mình làm Rồi về nhà này. Rồi. Anh sẽ cho cụ khi về tới nhà sẽ dùng cái tôi nhà. em định dùng từ chắc là định để đi chợ lại nhưng mà thôi tôi nấu cơm và làm việc nhà. Ok. Nấu cơm ạ. Nấu Ăn đậu. sau khi ăn xong thì tôi rửa bát. Ăn xong mà vẫn phải xuống ăn xong. Sau khi ăn tối Cứ thì dùng tôi sau rửa sau bữa tối nhé. bát. Rồi. Sau đó tôi làm bài tập về nhà. Tôi đi làm cũng bài tập đó. Đi làm rồi mày cho về nhà. Tự học có ý không? À ừ, em bị sao nhỉ? Đi làm này mà. Quên mất. Oh Bị tắm đi à? mà. À, tôi tắm trước khi đi ngủ Tắm đi ngủ đấy thật á hả? ạ. Vâng, tại mà em thường Sao tắm tắm thế mà. đêm? Em quen thế rồi. Rửa bát xong là khoảng 7 rưỡi cái mấy anh. Tắm 8 giờ. Ok. Tôi tắm. Cái này cô đơn thật đấy. Mình không hôm nay Nghe bài học. Nghe bài viết cuộc đời thật là cô đơn. cô Thảo dịch thành câu đầu tiên nữa. à À, có đi ngủ ai mấy giờ không? có sáu câu lúc 10 giờ Lúc 10 giờ. vâng Cuộc sống của một một forever alone FA. Câu đầu tiên là Thảo. I wake up. At 5 in the Rồi bây giờ anh sẽ cho luôn là 5 AM nhé. em định Chữ buổi sáng em đây này, nó ghi như này, có thể viết hoa hoặc là viết hai dấu chấm như này cũng được.
Chữ AM nó, chữ này là chữ Latin, nó có nghĩa là trước 12 giờ. Đấy, đây chữ này, chữ Latin nghĩa trước 12 giờ. Buổi chiều sẽ là PM, cái này nhìn đồng hồ cho em được. Là Prime Minister. Tiếp. AM nó là buổi sáng rồi, sáng rồi, không cần vào buổi sáng nữa. I enter Toilet, toilet. to brush my teeth and wash Tiếp và Thảo. have a breakfast at 6 o'clock. Six cũng được, không cần là clock đâu, khi mấy giờ? Em dùng từ sau đó em dùng từ after Không, từ after that thì nó sẽ là để chấm xong rồi viết. After that that đúng câu riêng, còn từ nối câu sẽ dùng then. Sau đó là dùng then. go to work. Until 12, then Sau buổi trưa. After lunch. I take Nào không được ở bao nhá. Ở bao đấy là khoảng. Còn em phải dịch là trong vòng ở bao, trong trường during hợp này nó là trạng mức độ nhé. Khoảng bao nhiêu ấy, nó là trạng mức độ. Nó không phải là giới đâu. Nên em phải dùng for vào để tạo thành giới cũng danh for 30 phút chẳng hạn, minute nhé. Đó, còn cái about này nó sẽ là trạng mức độ của số 30 này, nó là for about. Đó, 30 Dùng minutes. during Ơi. Dùng during Dùng cái gì cơ? During là trong suốt à? Không, during không được. Ngủ trong suốt 30 phút. Không, hay nằm trong vòng 30 phút mới đúng. Tiếp. Chúng ta làm là thế nào? I leave my office. Leave my office at 5 p.m. Then go home. I Hôm trước cơm cook là gì không nhớ không? the có cook the meal. Ừ. And do Housework thêm S cho anh. housework. Housework. Rồi, tiếp. After dinner, I I take a trước khi sẽ là before that. Đâu, Before before là từ nối câu. không có that. Ừ. Before đi ngủ thì sẽ là go Go to bed, nhưng mà before nên nối câu, câu sau mà có từ to the ngữ mới đủ được câu. bed. Sleeping. I go Go to bed nha, không có giờ đấy nhé. to the bed. Go to bed. I sleep at 10 p.m. Em này được rồi. PM nãy em dùng ở đây rồi thì tất nhiên sau nó sẽ phải là PM. Ok. Cho anh tiếng người em thành.
À, bắt đầu nghe. I wake up at 5 a.m. I enter the toilet to brush my teeth and wash my face. I have breakfast at 6, then go to work. I work until 12, then have lunch. After lunch, I take a nap for about 30 minutes. I leave my office at 5 p.m., then go home. When I get home, I cook the meal and do the housework. After dinner, I wash dishes. I take a bath before I go to bed. I sleep at 10. I wake up at 5 a.m. I enter the toilet to brush my teeth and wash my face. I have breakfast at 6, then go to work. I work until 12, then have lunch. After lunch, I take a nap for about 30 minutes. I leave my office at 5 p.m., then go home. When I get home, I cook the meal and do the housework. After dinner, I wash dishes. I take a bath before I go to bed. I sleep at 10. I wake up at 5 a.m. I enter the toilet to brush my teeth and wash my face. I have breakfast at 6, then go to work. I work until 12, then have lunch. After lunch, I take a nap for about 30 minutes. I leave my office at 5 p.m., then go home. When I get home, I cook the meal and do the housework. After dinner, I wash dishes. I take a bath before I go to bed. I sleep at 10. I wake up at 5 a.m. I enter the toilet to brush my teeth and wash my face. I have breakfast at 6, then go to work. I work until 12, then have lunch. After lunch, I take a nap for about 30 minutes. I leave my office at 5 p.m., then go home. When I get home, I cook the meal and do the housework. After dinner, I wash dishes. I take a bath before I go to bed. I sleep at 10. I wake up at 5 a.m. Đúng đủ 10 câu à, nó nhìn dài thế nhỉ? Tưởng nó 1-12 câu. Ok. Câu đầu tiên. Anh cho đọc tiếng Anh luôn đấy. Không cần phải dịch tiếng Việt cho anh nữa đâu.
Nếu mà thấy ổn thì anh dùng luôn, còn không ổn thì anh sẽ bắt dịch lại. À, lúc mấy giờ em quên nữa. À, dạ cu đi u wake up at 5 p.m. Bạn Vâng, định mấy từ giờ, định when đi, từ what time cũng được. what time hoặc What time? What time wake up? What time do? What do you wake up? đúng không? Thủy có hai câu, Thảo nghĩ câu ba luôn nhé. What do you do what time do you breakfast? Do you breakfast là cái gì? Đọc lại nó chưa? Do you have Hỏi cho anh câu này đổi thành câu khác đi. Bạn làm gì sau khi ăn sáng đi? Thì sẽ hay what là được hai what ý. do you do after have After nó phần từ nối phải có cả câu you have breakfast chứ. what do you do after you have a breakfast? Đó. What you do before you Làm gì trước khi ăn trưa à? Cũng được. do after you what do you do after you have after you have lunch have After lunch thôi, nó dùng after lunch đây thì dùng after lunch dùng danh thôi. after lunch time do you leave the job office? Do you do when you get home. Nơ luôn hả? Không có ai nhiều gì hơn. Thảo. What do you do? Before go you go to bed. What time do you sleep? Được câu khác. Chỉ có Giống câu what nào do cũng và what time thôi anh. được. Kiểu này Con chỉ mất có đồ what vẫn do sao thôi. thật đấy. Ê ôi các bạn. Ok, anh hỏi này. Thảo trước. What time do you wake I wake up at 5 o'clock. up? Đọc At 5 a.m. rồi. Từ phát hiện ra lỗi sai. A clock, không phải clock. Cứ đọc từ đấy lại, từ bị sai. Rồi, anh hỏi lại câu này nhé. What time do you wake I wake up at 5 a.m. up? What do you do after you wake up? I enter the toilet to Đó, brush. đấy lại toilet 3 lần. Toilet. Toilet. I enter the toilet to brush my teeth and wash my face. What do you do after you wake up? I enter the toilet
To brush my teeth and Toilet, toilet, toilet. cho chị Kelly Lẹt Kelly lẹt lợt toilet lật toilet rồi I enter the toilet to brush my teeth and wash my face. what's my face what time you wake up I wake up at 5 a.m. what time you wake up I wake up at 5 a.m. What do you do after you wake up? I enter to the toilet to brush my teeth and wash my face. Wash my face. Wash my face. What do you do after you wake up? I enter to the toilet to brush my teeth and wash my face. Wash my face. Three. What do you do after you have a breakfast? I have a breakfast at 6 and go to work. What do you do after you have a breakfast? I have a breakfast at 6 and go to work. What do you do before you have lunch? I work until 12 then have lunch. What do you do before you have lunch? I work until 12 then have lunch. What do you do after you have breakfast? I have a breakfast at 6 and go to work. What do you do after you have breakfast? I have a breakfast at 6 and go to work. What do you do before you what do you do before you have lunch? I go until 12 and have lunch. What do you do before you have lunch? I go until 12 and have lunch. Thảo, 4 câu. What time do you wake up? I wake up at 5 a.m. What do you do after you wake up? I enter the toilet to brush my teeth and wash my face. Wash mét dài thế. Wash. I enter to the toilet. Lại toilet rồi. Toilet. Toilet. Thôi thoa. Thôi. Oi. Thôi. Toilet. I enter to the toilet to brush my teeth and wash my face. Wash mét dài. Wash my face. Wash my face. What do you do after you wake up? I enter to the toilet to brush my teeth and wash my face. What do you do after you have breakfast? I have breakfast at 6 and go to work. What time do you What do you do before you have lunch? I work until 12, then have lunch. Three. What do you do after lunch? After lunch, I take a nap for about 20 minutes. What do you do after lunch? After lunch, I take a nap for about 30 minutes. What time do you leave your office? I leave my office at 5 p.m. and go home. What do you do after you leave your office? I leave my office at 5 p.m. and go home. And after. Okay. What do you do after lunch? After lunch, I take a nap for about 30 minutes. What do you do after lunch? After lunch, I take a nap for about 30 minutes. What do you do after you leave your office? I leave my office at 5 p.m. then go home.
What do you do after you leave your office? I leave my office at 5 p.m. Central Time. Okay, Tao. What do you do when you get home? When I get home, I cook the meal and do the housework. What do you do after you get home? When I get home, I cook the meal and do the housework. What do you do after dinner? After dinner, I wash this. What dishes? What dishes? What dishes? What dishes? After dinner, I wash dishes. What the dishes, senior? Có thơ đúng không? Đúng không? What's the dishes? What the dishes? Rửa hết cái nữa, cái rửa cái không? Đây anh cho này đã. What do you do after dinner? After dinner, I wash the dishes. Wash, có mét dài này. Wash. This is the occasion. Wash balance. Wash. After dinner, I wash the dishes. What do you do before you go to bed? Hết rồi muốn cậu anh. No, what do you do before you go to bed, cô chín à? Thì em là cô bảy cô tám rồi còn. Em là cô bảy cô tám rồi ấy. Thì anh làm hết bốn câu, thì quên, 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 quên. hỏi luôn một. Ok. What do you do? What do you do after you get home? When I get when home, you get I home, cook. Sorry. When I get home, I cook the meal and do the housework. What do you do when you get home? When I get home, I cook the meal and do the housework. What do you do after dinner? After dinner, I wash dishes. The dishes. I wash the dishes. What do you do after dinner? After dinner, I wash the dishes. Rồi Thủy bốn câu. What do you do after lunch? After lunch, I take a nap and thought about 20 minutes. What time do you leave your office? Chết cái câu này cái sai. Tự nhiên What time do you leave your office? I leave my office at 5 p.m. What do you do when you get home? When I get home, I cook the meal and do the homework. Phát âm lại cho anh về housework ba lần thêm ép vào. Housework. 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 What do you do when you get home? When I get home, I cook the meal and do the homework. Housework. Ba lần nữa. Housework. What do you do when you get home? When I get home, I fix the meal and do the housework. What do you do after dinner? After dinner, I wash the dishes. Okay, hai câu cuối Thảo nè. What do you do before you go to bed? I take a bath before I go to bed. What do you do before you go to bed? I take a bath before I go to bed. What time do you sleep? I sleep at 10. What time do you sleep? I sleep at 10. What do you do before you go to bed? I take a bath before I go to bed. What do you do before you go to bed? I take a bath before I go to bed. What time do you sleep? I sleep at 10. What time do you sleep? I sleep at 10. I sleep at 10. Rồi, anh hỏi lại từ đầu. Thủy trước. What time do you wake up? I wake up at 5 a.m. What do you do after you wake up? I enter the toilet to brush my teeth and wash my face. What do you do after you have a breakfast? I have a breakfast at 6. Then
before. What do you do before you have lunch? I cook until 12, then have lunch. What do you do after lunch? After lunch, I take a nap for about 13 minutes. How? What time do you leave your office? I leave my office at 5 p.m. then go home. What do you do when you get home? When I get home, I cook the meal and do the housework. What do you do after dinner? After dinner, I wash the dishes. What do you do before you go to bed? I take a bath before I go to bed. What time do you sleep? I sleep at 10. Okay. Thôi cái chuyện trước anh. I wake up at 5 a.m. I enter the toilet to brush my teeth and wash my face. I have breakfast at 6, then go to work. I work until 12, then have lunch. After lunch, I take a nap for about 13 minutes. I leave 30, my office. 30. Yeah, 30. À, 30, em nhầm. 30 đấy. 30 minutes. I leave my office at 5 p.m. then go home. When I get home, I cook the meal and do the housework. After dinner, I wash the dishes. I take a bath before I go to bed. I sleep at 10. Rồi, một lần nữa đi. I wake up at 5 a.m. I enter the toilet. Toilet. Toilet to brush my teeth. Toilet. Em sẽ học lại nhiều hơn. Toilet. Cứ thoi đi. Đọc với mặt chữ ấy, thoi. Thoi, thoi đúng không ạ? Toilet. Toilet. I enter the toilet to brush my teeth and wash my face. I have breakfast at 6. At 6, then go to work. I work until 12, then have lunch. After that, I take a nap for about 20 minutes. I leave my office at 5 p.m., then go home. When I get home, I cook the meal and do the housework. After dinner, I wash the dishes. I take a bath before I go to bed. I sleep at 10. Okay, Trina. I wake up at 5 a.m. I enter the toilet to brush my teeth and wash my face. Dừng. Sao bấm chữ face thì mét vào. Face. Face. I enter the toilet to brush my teeth and wash my face. I have a breakfast at 6, then go to work. I work until 2 hours, then have a lunch. After lunch, I take a nap for about 13 minutes. I leave my office at 5 p.m., then go home. When I get home, I cook the meal and do the housework. After dinner, I wash the dishes. I take a bath before I go to bed. I sleep at 10. Okay, anh hỏi thêm một số câu nào. What time do you wake up, Thủy? I wake up at 5 a.m. Do you wake up at 6 a.m., Thảo?
No, I don't. What do you do after you wake up, Tom? I enter the toilet to brush my teeth and wash my face. Where do you brush your teeth to it? In the toilet. Câu. Tôi đánh răng nhà vệ sinh. And I brush my teeth in the toilet. In the toilet. Where do you wash your face, Tap? I wash my face in the Wash toilet vẫn chưa có chữ first. S. Wash 5 lần. Wash đi. Rồi. I wash my face in the Toilet. 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 Okay. What time do you have a breakfast? Three. Breakfast. Now, what do you do after breakfast, Tao? After breakfast, I go to How do you go to work, Three? Nghe how do này sẽ là phương tiện đấy. motorbike. Motorbike. What time do you arrive? What time do you đến nơi thì sẽ là get nhé và get to vì nó với y vẫn có giới. What time do you get to your office? Get to office là đến chỗ làm ấy. What time do you get to your office? Tạo. I got Cái gì up đây? at Cái gì đây? seven. Get to rồi mà. Get up ở đây. I go Get to to the đến chỗ làm thì phải dùng get. office. I get to The office. the office at the seven. The office at Lại, what time do you get to your office? o'clock. I went to I get to office my office or the office. at 7 o'clock. I went to Cứ cứ lóc đi. o'clock. 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 Lần nữa, cả câu. Get to the office or get to my office. How long do you work? Thì how long là bao lâu ấy? Tôi hoặc là phó trong vòng. Okay. What do you do at 12? Thảo. I Okay, do you have lunch? Thảo tiếp. take a nap. Do you have lunch? Yes, I do. Yes, I do. So, how long do you take a nap, Thảo? À, Thủy. I took a nap for about 2 minutes. Do you take a nap for 2 hours, Thảo? Hour này. No, I don't. Oh, no, I No, don't. I What do you do after you get up in the afternoon, Thảo? À, Thủy. What do you get after? After you get up in the afternoon. Em đang chưa dịch Ngủ câu chưa hỏi dậy đấy. ấy. Ngủ chưa dậy ấy. Em vẫn chưa dậy à? My office. My office. When do you leave your office, Thảo? I leave my office at 5 p.m. What do you do after you leave your office?
Sí. After I leave my office, I cook some meal and use the No, no, house. no. Go home. Về nhà. After I leave my What time do you get home? Thủy. office, I go home. I get home at 6 p.m. What do you do after you get home, Thảo? I cook the So what time do you have dinner, Thủy? meal and do the house. I have dinner at 7:30. So, do you watch a movie when you have dinner, Thảo? No, I don't. Okay. What do you do after dinner, Thủy? Do you wash the dishes, Thủy? Yes, I do. Yes, I do. What do you do before you go to bed? I take a bath. Bath. Okay. Giường với từ nhà tắm đấy khác nhau có đúng không nhỏ để em thấy cứ test Từ bếp với như từ nhà tắm á. từ Nó đấy có khác từ nhau giường không ạ? ngủ có em biết là có khác nhau rồi phát âm chính xác nó khác nhau ở âm cuối là như nào Bedroom có gì khác nhau? Nó bath cái này là bed nè, còn cái bedroom mình thêm room mà thôi. không nghĩa là từ bath giường ấy À, bed nó ở có cái e nhỏ với cái e to, e này này giường này, còn cái e kia này That. bed. Mấy này ngoài ra thì từ nó còn thêm thờ cuối nữa mà. That. Bed, bed, còn cái này là That. bed nhẹ thôi. Ok. When do you sleep, Thủy? I sleep at Do you read a book before you sleep, Thảo? No, I don't. Ok, rồi. Xong bài daily routine nhưng mà vẫn còn thời gian, thế nên là viết tiếp cho anh bài tiếp theo đi. Hôm sau có bài viết luôn thì bọn em sẽ luyện hai bài đủ được trong một buổi. Ok. Từ mới dạo này em chắc dạo này em bận lắm thế hơi hơi bận học bận học cũng không thì nghiện lắm phải phải share thời gian ra mà luyện cho đến ngày học nó vừa đủ, chứ cái giai đoạn này tích tử ấy, không không luyện thì không được đâu. em vẫn Nếu mà luyện ý em là bận thì chắc thời anh nghĩ một ngày em có khoảng 10 phút rảnh chứ hả? 10 phút học đâu có Vâng, xong một bài đâu anh không, ý là sẽ phải chia em ra mỗi ngày 10 phút thì 3 ngày em sẽ được 30 phút, chỉ cần 10 phút một ngày thôi. với cái khả năng nhớ và cái hiểu Nên biết của em thì chắc em phải cần 2 3 tiếng này chứ không phải là 2 3 bằng phút tiếng, 15 phút một ngày thì 3 ngày là có khoảng 45 phút rồi, là 3 nhưng hai bài nhỉ, quên ngày hai bài. Hai bài thì đúng là phải cả không, tiếng. em chỉ là ý của em vẫn học nhưng mà chẳng qua nó chưa đủ để em cảm giác nó À, trôi lắm ấy ý là chưa, gọi là chưa thuộc lòng, chưa thành chưa nhuần công. nhuyễn ấy à? Vâng, Chưa nhuyễn được. Thế thì anh nghĩ em là thì có nếu mà học thế thì trong tuần thì cứ học bình thường, nhưng mà cuối tuần thì phải dành thời rồi gian để ôn. do Tức học cuối là tuần này sẽ ôn lại cái nhớ là cái của em ấy là quan trọng là phải ôn ấy. Không ôn là nó sẽ bị quên. Ôn nó mới là của mình được. Phải chuẩn bị từ để cho mức 2 ấy nhá, nên là vẫn phải dành thời gian ôn. Lúc nào mà rảnh được thì ôn. Còn thời gian thì sắp xếp trong quỹ thời gian của mình. Ok, bài birthday nhé. Bài này thì anh không biết đã học được chưa, nhưng mà chắc chắn là chưa ok, anh sẽ cho xem từ qua một chút để bọn em nắm được cái từ của bài sinh nhật thì nó sẽ như nào. Còn sau đó nó sẽ biết bài. Đây, anh cho xem trên này luôn đi. Không cần phải luyện từ phát âm, nó xem qua nó có những cái từ gì để chuẩn bị cho cái phần bài viết thôi. Tí anh sẽ cho xem cả phiên âm cả chữ, nên nhìn từ mà em phát âm. Mình xem qua một lượt đi.
Xem mà cụ bên này. Đây, từ get thì sẽ phải lưu ý này, nó vừa như vừa nãy vừa là vi, nó là tới đến, nó sẽ có get home, get to đâu đấy, ví dụ get to my office, get to school là tới trường chẳng hạn. Bây giờ nó là vt, nhận được từ get này khá nhiều nghĩa đấy. Đấy, bạn nào biết thì bằng từ receive cũng là nhận được. Từ like thì nó là ánh sáng, nhưng mà nó động từ nghĩa là châm đốt hay là nhóm, nhóm lửa, đốt hương, châm thuốc. Rồi ở đây có một nhóm các động từ làm cái gì cho ai thì cái này anh nói rồi. Sẽ dùng cái gì cho ai thì dùng for, hoặc có động từ dùng to. Cái này thì bọn em sẽ phải nhớ. Còn nếu mà cho ai cái gì đảo người lên trước thì sẽ bị mất sự từ. Ok. Rồi bây giờ anh sẽ cho xem từ ở một bên và bọn em sẽ viết cho anh một bên nhé. Đây và bớt đây đây này. Copy sang chưa nhỉ? Bật lại cho chắc. Ok. Câu đầu tiên cho Thủy đặt nha. Sinh nhật của tôi. Ơi. Hôm nay là sinh nhật của tôi. Lại của tôi à? Thôi cho con gái Vâng. đi, con gái con trai tôi đi. Để do gia đình tổ chức không thì chắc lại hay là lại tôi tự tổ Đó, thì mẹ tôi tổ chức cho tôi. Ờ thôi cũng được. Ok. Hôm nay là sinh nhật của tôi nhá. Thảo câu tiếp theo. Mẹ tôi tổ chức một bữa tiệc, nhưng nó lại cảm thấy lặp lặp. Hoặc em sẽ bảo là mua mua bánh sinh nhật và Đấy kẹo thì vẫn vẫn để luôn tổ cái chức, nhưng nó vẫn là việc tổ chức mà, em vẫn bắt đầu một câu tổ chức được. Sau đó câu tiếp mẹ theo cái này tôi để sau này chi cho tiết thì mẹ tôi tổ chức một bữa tiệc. sao còn bố mẹ tôi mà thế À, bố mẹ tôi cũng được. À, không, em sẽ nói là bố mẹ tôi mời bạn có từ mời đúng không? Từ tổ mời. chức đã xong đến rồi. cái mời thì vì Ok, là thôi. em mời chứ sinh nhật của em mà Thôi rồi, bố mẹ tôi tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho tôi. cái này cho ai thì từ từ gift nó vẫn là gift something thôi, tí cho thì vẫn phải tu nhé. À, bữa tiệc sinh nhật cho tôi. À, Thủy. Cả nhà cùng trang trí. Nhà cùng trang trí cả. Trang Cố trí. gắng dùng cái trang trí cái gì bằng cái gì này. Trang trí bữa tiệc. Đồng hoa và nhiều vòng Và nhiều bóng bay. Bắt đầu câu có xu hướng dài dài rồi đấy. À, tôi mời các bạn tôi đến tham gia Ok. tiệc. Đến bữa tiệc thôi chứ. Vâng, đến bữa Và thêm một động từ nữa là hơi khó một chút nhưng mà các bạn cần dễ thôi. Vào bữa tiệc chưa? tiệc. À,
Có một cái bánh sinh nhật ở trên bàn. Vẫn hơi thiếu. Bữa tiệc vẫn vấn đề phải bắt đầu đã thì mới có bánh biếc rồi thổi nến với niếc các thứ tặng quà. Bữa tiệc bắt đầu lúc nào, đi vào buổi tối hay là vào 6 giờ hay là Bắt đầu lúc khi bạn 6 giờ bè đến tối thì bữa tiệc bắt đầu tùy. ạ. Bữa tiệc bắt đầu lúc 6 giờ tối ạ. Hơi nhiều bữa tiệc. Từ câu số 2 đến câu thứ câu số 5. Từ câu số 2 đến câu số 5 toàn bữa tiệc. Thế thì cái này trang trí ngôi nhà đi. Cái này bữa tiệc, một bữa tiệc sinh nhật. Một bữa tiệc sinh nhật cho tôi. Tôi trang trí bữa tiệc cho cái ngôi nhà đi. Bằng hoa và nhiều bóng bay. Bóng bay bỏ chữ nhiều nó hơi cụt cụt. Bằng nhiều hoa và bóng bay thì được, nhưng mà hoa và bóng bay. Tôi mời bạn bè tôi đến bữa tiệc rồi. Bữa tiệc có sáu, bỏ ra một chút chứ. Ok. Nhận định bảo là tôi nhận được nhiều quà từ bạn của tôi nhưng mà. Ừ, thì quà thì theo thông lệ thì quà sẽ Tặng cho là trước khi sinh nhật hay là sau khi thổi nến thì mới tặng quà. thường thì đến cái em tặng luôn. Thế thì thôi, ok, thế thì chờ tặng quà đi. Tôi được nhận nhiều món quà từ bạn tôi ạ. Rồi, câu đấy em dùng được nhá, nhưng mà câu đấy là dùng bị động. Em thích dùng bị động hay là dùng chủ động? Thế thì thôi các bạn tôi tặng tôi nhiều món quà đi. Tạm thời thì cứ dùng chủ động nhé. Ví dụ bọn em dùng tiếng Anh với con bọn em chẳng hạn, thì bọn em nên tập dùng, tránh hai thứ, thứ nhất là hoàn thành và thứ hai là bị động. Bởi vì hai cái dạng đấy nó dùng đến P2, trẻ con nó không biết P2 là cái gì. Thế nên tương tự bọn em cũng phải tự hiểu là nếu muốn dùng tiếng Anh ở mức độ đơn giản thì bọn em sẽ phải tránh những cái phức tạp, đó là bị động và hoàn thành. Câu phức tạp thì cũng hạn chế tối đa. Đấy, nếu trong trường hợp bọn em buộc phải sử dụng tiếng Anh, bọn em muốn sử dụng tiếng Anh với con của em thì chỉ nên dùng câu đơn giản. Tiếp diễn, có thể dùng tiếp diễn, nhưng hoàn thành và bị động là không được dùng. Để tập hai cái thứ đấy cũng ít dùng lắm. Bọn em có thể dùng đây nè, bởi vì bọn em học rồi thì không sao, nhưng mà nếu mà dùng trong trong với người với con chẳng hạn thì tiếng Anh yếu không được dùng mấy cái này. Rồi đặt lại cho anh Việt. Bạn của tôi tặng cho tôi nhiều món quà. Mà hay là cho anh chuyển cô đến câu trước câu bữa tiệc, em thấy được là đang lắp bữa tiệc sẽ lắp bánh trái nó hợp lý không? Để tôi mời các bạn đến bữa tiệc thì là bạn của tôi tặng tôi nhiều món quà ấy. Tôi mời bạn tôi. Thôi để đấy cũng được. Thế là em định thay đổi như nào? Em định cho lên trước cái tôi bữa tiệc bắt đầu lúc 6 giờ ấy. Để cho tí sau 6 giờ thì lại mô tả về bánh trái của cái bữa tiệc đấy. Ngon Đến bữa tiệc phải đến thì mới có tặng quà hợp lý nhá. rồi. Ok, Thôi không không sao đâu, thứ tự này là ổn thôi. Thế nào. Châm bánh xong rồi mang bánh ra rồi châm bánh rồi thổi nến rồi ướp cắt bánh ăn. Thực sự nó đâu vậy. châm châm nến được gọi là châm nến hay là châm lửa cho nến này. Thì rồi ý tưởng là thế, rồi còn câu em phát triển đi. Mình sinh nhật thì thường Tôi sẽ châm có phòng mình, người khác sẽ châm nến cho mình chỉ thổi đi. mẹ tôi châm nến trên cái bánh sinh nhật trắng. Thế thì anh nghĩ là em sẽ dùng là mẹ tôi mang bánh, mẹ tôi hoặc bố tôi mang bánh sinh nhật ra và châm nến Rồi, rồi. thì hay không? Mẹ tôi mong anh sinh nhật ra và chân mình. Chân nến. Thổi tắt nến và ướt. Em một câu trước đấy rồi. Được. Là mọi người hát chúc mừng bài bài hát chúc mừng sinh nhật của tôi.
hát chúc mừng sinh nhật thôi. Rồi, sinh nhật thôi. Ok, Tôi thổi nến mà ước, tôi tắt nến mà ước. Hai đúa đấy nhỉ, hai thế ạ. ờ, cậu còn Lại cho một câu hoàn hảo là bữa tiệc sinh à. nhật rất là vui. Ok, bữa à, dịch nhá. Vì câu đầu tiên nào. Today is my Rồi, câu đấy không sai nhưng mà câu đấy không thông dụng nhé. Câu đấy với những người học ngoại ngữ, tức là người học không phải người dùng, không phải người bản địa thì hay dùng là today is my birthday. Trường hợp này em dùng today sẽ như là danh từ. Danh từ thì em mới dùng làm chủ ngữ được. Còn bình thường today nó hay dùng với thông dụng với là trạng. Thế nên câu thông dụng người Anh người ta hay nói sẽ là it is. Và chuyển today về cuối. It's my birthday today. Câu này cũng hơn. Ví dụ người Việt Nam hay nói là hôm nay nóng thì hay nói là today is hot, câu đấy không thông dụng, phải nói it is hot today. Đấy là câu thông dụng. À, câu tiếp theo. Thảo. My parents tổ chức là gì? Không biết sẽ Có là party đâu nhỉ? Đây đây đây. it's a party. It's a party for me Give to something to somebody. need something Đấy, give something to somebody này. Nghĩa là tặng nhưng mà về cơ bản give nó vẫn đúng với các nghĩa khác, nó to vẫn to to me. mà bữa tiệc sinh nhật thì là a party rồi hay là về vẫn có chữ sinh nhật ạ? Birthday nữa, nếu mà dùng sinh nhật nữa, a birthday Rồi. party Em to me. có chữ to me. Đó. Tiếp. Everyone My family, cả nhà đây, my family. my family to call Đây đây đây, đèn kéo thì trang trí. secret decorate my house House. Over the Wait, wait, house wait, với by nhỉ? flower with flower Luôn. and Oh, hai chữ ông. Tôi mời bạn bè đến bữa tiệc. Why Tôi mời tôi mời Thảo nhé. Ờ, đúng rồi. I invite my friend Nào, tới là không phải come là thăm, cùng tới được giới cũng ra. to Ừ, to đúng rồi. to the party Đó. my party đi cũng được Do party còn bữa tiệc của tôi. for my friend my Không phải your thế. what Mai, the mai là hình gì? party starts at 6 p.m. Từ quà đây. Present này. Cái gì? Give somebody. My friend with Tôi mang là gì biết present. không? Ở bring Bring my mother bring birthday cake and it's chum là gì anh nhỉ? Light candle The candle đúng không? Hay là candle nhỉ? Thắp tất cả các cái nến mình có hay là thắp nhiều nến đã. candle rất nhiều đấy. Thắp nhiều nến đã, sau đó là đoạn dưới này mới thổi nến thì mới là the candle. Mọi người hát chúc mừng sinh nhật Everyone đúng không? Mấy cái từ every này đều chia ra số ít hết nha, nó là lực lượng không xác định, người ta coi là số ít hết. Mấy one này, body này, rồi sing này, đều everyone, anyone, someone, sing a no song sing one. the happy Sing the happy happy birthday birthday song. Happy birthday nó là tên riêng không cần dơ nhé. song happy I blow the candle and blow the candles out. switch. Blow them out. Đâu rồi? Đâu rồi? Đây. And make Make a wish. a wish. Rồi. Bữa tiệc sinh nhật rất vui.
The puppy is very happy. Này dùng fun đi. My Dùng fun thì hay hơn. birthday fun vui vẻ. Có. So fun. Ok. Rồi, hôm sau mình sẽ bắt đầu nghe nhé. Viết xong bài này thì hôm sau mình sẽ luyện thêm bài bắt tay với bài sau nữa. Ok, thôi mình nghỉ ở đây nhé. Chào hai đứa. Cảm ơn.